cơ sở đồ gỗ Tùng Tám xin kính chào quý khách nhé. Tại trên màn hình quý vị đang là một chiếc sập gỗ Ngũ Phúc. Thì chiếc sập này chúng tôi làm theo yêu cầu và đơn đặt hàng của khách hàng ở tại Lương Sơn, Yên Lập, Phú Thọ. Hôm trước thì bá đã ra ý duyệt phần mộc của sản phẩm rồi, hôm nay chúng tôi đã hoàn thiện. Và trước khi bàn giao đến nhà khách hàng, tôi có quay lại cái video clip để gửi tới khách hàng cũng như là giới thiệu đến quý vị khán giả bộ sập Ngũ Phúc này. Bộ sập này có kích thước là 1m8 x 2m2 và được những người thợ nghệ nhân của chúng tôi chế tác hoàn toàn 100% là từ chất liệu gỗ gỗ. Đây là tổng thể bộ sản phẩm đây, rất là đẹp và hoành tráng và rất là bề thế khi mà kê vào ngôi nhà của chúng ta. Thì tôi sẽ giới thiệu về phần chi tiết hơn. Đây là phần quây tiền của bộ sập, quý vị có thể thấy được được đục chạm là theo lối là lồng Ngũ Phúc cổ, có nho sóc, nho sóc cũng như là cài ở trên triện. Phần chính giữa trung tâm là có rơi ngậm chữ thọ cũng như là hình tượng mai điểu, được đục chạm rất là kênh bong cầu kỳ như tỉ mỉ. Thì quý vị có thể thấy được những cái chi tiết thì chúng tôi gọt rũa rất là kỹ. Đây là những sản phẩm hàng rất là kỹ, chúng tôi được đục rất là kỹ từng cánh hoa rồi những con chim là được làm cầu kỳ tỉ mỉ cũng như là được kênh bong lên. Quý vị thấy đây, kênh bong này, khi ta nhìn nghiêng góc máy thì có thể thấy được cái độ kênh bong bồng bềnh của nó, còn khi nhìn chính diện thì là sẽ không thể lột tả hết được cái vẻ đẹp của chiếc sập này được. Nên là mọi người có thể đến trực tiếp cơ sở đồ gỗ Tùng Tám với tôi để chiêm ngưỡng được những chiếc sập như này. Phía bên này cũng vậy, điểm đặc biệt của phía dạ trước là có được chạm 5 con rơi theo lối Ngũ Phúc, có nghĩa là 5 là ngũ là 5, còn phúc là hình tượng cho rơi, biểu tượng cho rơi. Đây, chân sập là có kích thước là 24 cm và được liền khối và được chạm tùng lọc kênh bong lên, chạm tùng lọc kênh bong môi móc lên. Tôi sẽ lùa tay để cho mọi người thấy được đây là được kênh bong của nó. Quý vị thấy này, quý vị có thể thò tay ở trong này, rất là kênh bong. Toàn bộ là cũng là được chọn lọc rất là đẹp. Đây là dạ hàng ngang. Thì phần dạ tiền của bộ sập này thì được làm là dày 10 phân nhé, chân 24 liền khối. Đây là phần mặt. Phần mặt thì là mặt hai lá và chúng tôi sẽ 2 phân. Phần gỗ là tự nhiên, hết hoàn toàn tự nhiên. Đó, quý vị thấy được tôi quay, quý vị thấy được là tôm gỗ gỗ này. Các bác biết về gỗ thì có thể phân biệt được là các loại gỗ. Chúng ta sẽ dựa vào tôm gỗ để phân biệt. Đó. Đây là tôi quay phần yếm bên ngang. Tại ánh sáng nó không được chuẩn lắm nên là quý vị nhìn nó không giống với màu sắc thực tế của sản phẩm. Tôi lướt qua lại một nữa phần dạ chính của chiếc sập này, quý vị có thể chiếm ngưỡng được. Mọi góc máy ngoài ra thì phía bên cạnh đây chúng ta cũng có, tôi xin giới thiệu lần một chiếc sập tứ diện chất liệu gỗ hương huyết Nam Phi. Chiếc sập cũng cùng kích thước là 1m8 x 2m2, như chất liệu gỗ là sử dụng là chất liệu gỗ hương Nam Phi. Đây là mẫu sập mà trơn, mẫu sập trơn cũng của khách hàng tại Yên Lập, Phú Thọ.
Mọi người có nhu cầu thì có thể liên hệ tới xưởng đồ gỗ Tùng Tám nhé, theo số điện thoại là 0957 510 86, và cơ sở tôi có địa chỉ tại Quan Khúc, Cẩm Khê, Phú Thọ. Tôi sẽ để hình ảnh chi tiết của hai bộ này bên dưới phần mô tả tại website đồ gỗ Tùng Tám .com để mọi người có thể xem được chi tiết hình ảnh của sản phẩm. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video clip khác nhé.